Nói của mình lên cho nó cởi được và để coi thử là con chó sói này sau khi cởi thì nó sẽ như thế nào nhá. Và bây giờ các bạn cho mình xin một cái ý kiến là mình có nên đổi cái hiệu ứng thiên thần của con chó sói này hay không các bạn ạ. Đây các bạn coi này, hiện tại thì chó sói của mình á đã full level rồi và mình cần thêm 100 thỏi vàng nhá. Ui dồi ôi, 100 thỏi vàng để có thể cho nó chạy được mà cởi được nha mọi người. Rồi ok, 100 thỏi vàng đúng không? Đây để mình kiểm tra. Bây giờ là mình có trước 27 thỏi vàng rồi. Ui, 27 thỏi vàng nhá. Và ngày hôm nay thì cũng không có cái gói gì mới nha. À đúng rồi các bạn ơi, ngày mai thì mình sẽ phát giải minigame cho các bạn, đó chính là giải minigame siêu xe nha mọi người. Các bạn nhớ tham gia minigame ngày hôm nay của mình bằng cách là các bạn like cái clip này của mình, sau đó các bạn bấm đăng ký kênh và các bạn comment ID nhân vật và chọn ra cho mình một chiếc xe màu gì các bạn yêu thích nha. Nhớ nha các bạn ha. Rồi quay trở lại video ngày hôm nay. Ui giời ơi, buổi tối nó đẹp tét lách luôn mọi người ơi. Trời ơi, mọi người coi nha, buổi tối á thì cái con chó của mình á, cái cánh thiên thần á nó sẽ phát sáng nha, đồng thời là cái cây đao này của mình á nó cũng phát sáng luôn. Thì ngày hôm nay á mình chưa có rảnh để mà đi đập đá để mà test cho các bạn xem thử là cái cây đao này á nó có mạnh hay không nha mọi người. Thì theo như mình được biết á, một số bạn sau khi mà test cái cây này xong rồi á thì các bạn bảo là cái cây này nó cũng ra đá tím cũng khá là nhiều, nhưng mà có nhiều bạn vẫn không hiểu được cái dòng sức mạnh 60 và cái dòng sức mạnh 20 là gì. Thì thật sự là mình cũng không hiểu các bạn, tôi cũng không hiểu luôn. Bạn nào mà xem cái video của mình á mà biết được hai cái dòng này có nghĩa là gì á thì các bạn nhớ giải thích cho mình ở phía dưới nha. Rồi một điều nữa đó là các bạn cứ chê mình hoài, các bạn bảo là ủa anh Thịnh ơi, sao anh Thịnh chơi game mà không có tên tím, hơn cả tuần rồi không thấy anh Thịnh nạp tên tím vào trong game. Trời ơi các bạn ơi, mình nghèo mà, mình làm gì có tiền mà nạp vào game để mà mua tên tím, khổ lắm các bạn à, tôi nghèo lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới cái chỗ mà đi ghép pet nè, để coi thử là ghép pet thì sẽ tốn những cái con gì nhá, tại vì hôm qua giờ mình không có nghiên cứu nha mọi người. Rồi để mình coi thử nha, ốm bala si bù nè, ghép pet nè. Như vậy là cái con này của mình đang xài thì đây, để mình thử mình tháo cái con ra nha, để mình coi thử là bao nhiêu con nha các bạn. Mình nghe nôm na đâu á là hình như là phải tới 4 con sói chứ không cho con chó nha. À không cho chó vào nha các bạn, nếu như mà là chó thì 4 cái con chó khác nhau, khác màu á, khác loại luôn thì vẫn đều nâng cấp lên được. Còn nếu như đã là sói rồi á thì bắt buộc các bạn phải có tới 4 con, mà một con là gần 200, chưa tính cái số tiền mà các bạn nâng cấp lên full level nữa. Thì 4 con như vậy là đâu đó rơi tầm khoảng gần 1 củ nha. Ui nó chua các bạn, gần 1 triệu. 1 triệu đó mình có thể mua được rất là nhiều đồ Tết luôn đó mọi người. Ui các bạn ơi, mọi người nghĩ là mình có nên để mà nạp thêm tiền để mà nâng cấp vào không mọi người? Mình nghĩ nếu như bây giờ mà mình nạp thêm tiền vào chắc là mẹ của mình sẽ cạo đầu mình luôn á. Nhưng mà các bạn yên tâm, bây giờ là mình sẽ đây rồi. Chắc chắn là mẹ của mình sẽ không xem được cái video này của mình đâu, mình bảo đảm luôn. Chắc chắn mẹ của tôi sẽ không xem được cái video này của mình nha, đừng có ai mách lẻo nha. Mẹ tôi mà biết một cái là mẹ tôi sẽ cạo đầu tôi đó mọi người. Tôi mới nạp thêm tiền vào game để mà cho con sói sói này nó cởi được, tại vì mình đã hứa với các bạn từ lâu rồi. Đây bây giờ là cái thời khắc quan trọng nè. Coi nè mấy em ơi, đây để mình chắc lên. Coi nè mấy em ơi, coi này nha, ghép hả anh Thịnh ơi? Đúng, ghép. Trời ơi, đây thời khắc quan trọng nha mọi người, cần 100 thỏi vàng để có thể nâng cấp cho cái con pet này và nó cởi được nha các bạn ha. Rồi đây, bấm nha các bạn ha, bấm nha mọi người. Lần này mà mình bấm thì sẽ không có cơ hội để mà lấy được 100 thỏi vàng đâu nha. Nhớ nha, tôi bấm nha. 1, 2, 3, ta da. Ui, yeah. Như vậy là mình đã mở khóa được tính năng đặc biệt các bạn ạ. Đó chính là cái tính năng cưỡi thú cưng. Sau khi mà mình nạp 100 thỏi vàng vào trong game để mà mình làm cái tính năng cưỡi thú cưng á, thì mình nhận ra được một điều rằng như thế này. Bạn đồng ý không? Đó là nếu như mà các bạn đã mở khóa được tính năng cưỡi thú cưng rồi thì mình nghĩ là nên mở khóa cho tất cả các con pet còn lại luôn. Nhưng mà admin thì lại không có kiểu như vậy các bạn ha. Admin bắt buộc là phải mở khóa từng con nha mọi người. Tại đây, ví dụ như mình mở khóa cái con đó rồi á thì bây giờ mình đổi qua cái con này á, nó cũng bảo mình á nếu như mà muốn cưỡi á thì cũng phải nạp thêm 100 vàng vào nữa nha mọi người. Như vậy thì ví dụ như mà 10 con thì các bạn phải tốn tới 1000 thỏi vàng luôn đó mọi người. Và sau này nó sẽ ra thêm những cái con khác, ví dụ như là sư tử nè, hổ nè, hay là đại bàng, hay là cái con kỳ đà kỳ nhông đó mọi người. Thì lúc đó mình cũng phải nạp thêm tiền vào để mà cưỡi nó nữa. Rồi bây giờ nha. Lên xe. Ôi trời ơi. Xịn quá em ơi, xịn quá em ơi. Wow, wow, quá đã luôn mọi người ơi. Nó ngầu thiệt sự luôn á mọi người. Trời ơi, mặt ngầu lắm luôn. Mặt ngầu lắm em ơi. 100 thỏi vàng ra đi các bạn ơi. 100 thỏi vàng ra đi rồi. Trên tay cầm thêm cả cây đồ lông đao này nữa thì wow,
Unbelievable, quá đẹp luôn mọi người. Đi thôi các bạn ơi, đi thôi. Lần đầu tiên chơi game và cũng là lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm cởi thú cưng nha các bạn. Ủa sao mình không nghe tiếng? Ủa, từ từ nha, từ từ nha. Ủa các bạn ơi, các bạn cho mình hỏi nha, là tại sao mình cởi con thú cưng nó không có tiếng ta? Đây nè, hay là do mình lần đầu mình cởi cái mình bị quê mù không mọi người? Nó không có tiếng. Ủa không có tiếng luôn mọi người. Đây để mình mở nhạc thứ có tiếng không nha. Ơi. Ủa không có tiếng luôn các bạn hả? Ờ như vậy là thú cưng khi mà các bạn cởi là sẽ không có hiệu ứng âm thanh nha. Ui buồn vậy các bạn ơi, nhưng mà đẹp lắm mọi người. À mọi người ơi, cho mình hỏi ý kiến nha, là mình có nên nâng cấp lấy thêm một cái bình hiệu ứng để mà đổi hiệu ứng khác không các bạn? Bạn nào mà comment nhiều á, khi mà mình thấy các bạn comment nhiều thì mình sẽ cố gắng mình đổi thêm hiệu ứng khác nha. Còn nếu như bạn nào mà cho là cái hiệu ứng này đẹp á, thì mình sẽ giữ luôn cái hiệu ứng này lại, mình không có đổi thêm cái hiệu ứng khác nha mọi người. Tại vì cái cánh thiên thần thì nó không có màu, nó chỉ có mỗi một cái màu trắng thôi, nên là nhìn nó hơi lạc quẻ nha các bạn, nó hơi nhạt nhạt nha. Mình thì mình đang cần cái cánh ác quỷ nha các bạn. Ui, để mình ra Blazer mình khoe mấy bạn Blazer nha mọi người. Ui đã quá các bạn ạ. Ngon thiệt sự luôn. Cảm giác lần đầu tiên mà được cưỡi thú cưng thì ui dồi bá cháy các bạn ạ. Đây chắc cũng lần đầu tiên mình đầu tư nhiều như vậy luôn á. Rồi đây, mình nghèo mà các bạn, mấy bữa nay mình đâu có tiền mình nạp mình mua tinh tím đâu. Trời ơi, tôi nạp tôi mua kiếm, mua đao này, mua trang phục này, rồi nạp 100 thau vàng mở sói này. Nghèo đến mức độ mà bây giờ không có tinh tím luôn. Ui. Đẹp thiệt các bạn ơi. Ấy nhưng mà làm sao để cho con này nó đi nhanh mọi người? Mọi người thấy ngầu không? Ui. Trời ơi nó đẻ mọi người ơi. Nhưng mà con này mình thấy buồn một cái là không có nhảy được nha mọi người, không có nhảy gì được hết nha. Nếu như mà cái con chó sói này mà nó nhảy được nữa thì hết siêu quách luôn. Để mình coi thử là cái con này sau khi mà tái chế thì lộn. Đây đây để mình coi thử. Để mà đổi ra xu thì được bao nhiêu xu nha mọi người. Đây, để mình coi thử. Lỡ đâu mình bấm mình lỡ đổi xu luôn chắc mình khóc xỉu luôn mọi người ạ. À, rồi vô trong các bạn ơi, vô trong khu bét nha. Đây là cái khu mà tập hợp những người gọi là đại gia nhất ở trong khu này nha mọi người. Vào trong đây thì chỉ có thấy bác xịn thôi. Ôi, nhưng mà hôm nay sao không thấy con gì hết ta. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ bỏ con bét này ra nha. Đây mình bỏ con bét này ra. Bỏ nó ra đi. Rồi để mình coi thử là mình tái chế thì được bao nhiêu xu nha mọi người. Đâu rồi ta, cái con xịn nhất của mình đâu rồi. Ôi, được có 32 xu thôi. Các bạn nghĩ là mình bỏ gần hơn 400 ngàn ra mà để lấy 32 xu thì các bạn nghĩ là nó có xứng đáng không mọi người? Mình thấy nó hoàn toàn không xứng đáng luôn á. Thề luôn, bỏ gần 400 ngàn ra để lấy được 32 xu thôi. Trời ơi, thế thì hơi chua các bạn ơi. Khá là chua luôn á. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ test sơ cái búa này và đưa ra cái cảm nhận của mình về cái búa này để dành cho những bạn nào mà đang có cái ý định đó là muốn mua cái búa này nhưng mà các bạn phân vân mua hay không á. Rồi thì các bạn coi cảm nhận đầu tiên của mình khi mình test cái búa rồi ngày cái búa này vào ngày hôm qua là cái búa này mình thấy nó đập khá là nhẹ nha các bạn nha. Và bốn phát thôi các bạn, bốn phát thôi, cũng giống như mấy cái búa xịn khác thôi, ba phát là bốn phát là lên nha mọi người. Rồi còn cái mà về ra đá hiếm hay nhiều, cái tỷ lệ mà ra đá hiếm nhiều hay không á thì nó thiệt là mình cũng nghĩ là nó hên xui thôi mọi người ạ. Thật sự mình nghĩ là hên xui thôi các bạn, chứ không đến nỗi mà nó lại đập lúc nào nó cũng ra đá tím gì như vậy đâu. Mình nghĩ là hên xui thôi. Được một cái là nó có cái độ ngầu nè, đấy. Thứ hai là có cái hiệu ứng phát sáng vào buổi tối nè, có thêm cả một cái hiệu ứng phụ đó chính là cái hiệu ứng của các cái bông tuyết nó rơi đó nha mọi người. Đây các bạn coi này, đó mọi người thấy các cái bông bông tuyết nhỏ không đấy, và buổi tối thì nó cũng phát sáng nữa mà đúng cái màu xanh nước biển mà mình yêu thích nữa các bạn ạ. Màu này rất là hợp với lại mình luôn, cho nên là mình đã quyết định là mình sẽ mua cây này đấy. Nếu như mình không dùng cây búa thì mình có thể dùng cây kiếm để mà đập nha các bạn, không sao hết, cây nào cũng ngon hết nha mọi người. Rồi về đồ gói VIP pass đợt này đúng không, thì mình mấy bữa nay mình không có xem quảng cáo các bạn. Đây đồ gói VIP pass đợt này thì theo như mình nghĩ á là nó cũng đẹp các bạn ạ. Tại vì các bạn biết nghĩ thứ đi, tại vì khá là lâu rồi á không có một cái gói VIP pass nào của Nam hết luôn, rất là lâu luôn rồi, thì đây mới là một cái gói VIP pass của Nam nữa. Vì thế nên là mình nghĩ là những bạn mà con trai mà đang phân vân thắc mắc là có nên mua hay không á thì các bạn nên mua nha, nên mua. Thứ nhất là vì đồ của Nam, thứ hai là vì cây kiếm này đẹp nữa nè, ngon cái này. Bạn nào mà chưa có tiền mua cây búa thì các bạn mua cây kiếm cũng được nha mọi người. Wow, ngầu như cái bồn cầu luôn. Lên xe thôi. Wow, đẻ các bạn à. Wow, nó ngầu thiệt luôn các bạn ơi. Ngầu hết sảy luôn á. Hết sảy con bà bảy luôn anh em ơi. Trời ơi, đẹp quá mọi người ạ. Chắc tối nay mình ngủ mình mơ cái con này luôn các bạn. Tối nay tôi ngủ tôi mơ tôi cổng nó luôn á. Wow. Rồi, lên em sói nào. Lên cởi. And
Rồi ơi, ok, như vậy là mình đã thực hiện đúng lời hứa với các bạn nha. Lời hứa của mình cách đây vài tuần trước đó chính là khi nào ra bách sói thì mình sẽ nâng cấp full level mà mình gửi cho các bạn coi. Đấy, như vậy thì mình đã thực hiện đúng lời hứa của mình rồi. Ok, và các bạn đừng quên thực hiện đúng lời hứa các bạn đi. Bấm like clip này của mình, xong rồi các bạn đăng ký kênh nữa. Và các bạn hóng chờ video ngày mai của mình nha. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai của mình. Bye bye mọi người.